Chào mọi người. Sau một năm mình quay lại, vẫn là vị trí này, vẫn là cái quán cà phê Haburo bốn mùa. Đây, cà phê tọa lạc ở bên công viên bờ hồ, hồ Hoàn Kiếm nha mọi người. Đây, bên kia là tòa nhà của VNPT Hà Nội ha. Đây, rồi tháp rùa. Tháp rùa, đấy, cả nhà nhìn thấy không? Rùa. Xa xa là đền Ngọc Sơn. Đền Ngọc Sơn có xác của một cụ rùa được bảo tồn ở trong đó. Cả nhà thấy chỗ cái cây cờ đó. Đây, ở dưới này còn con rùa nha cả nhà. Người buổi chiều người ta đi bộ, người ta ra đây rất là mát, rất là mát đấy. Đây. Cái rốn của thủ đô là đây ha. Hồ Hoàn Kiếm ở tọa lạc ở quận trung tâm của thủ đô Hà Nội là quận Hoàn Kiếm nha. Đẹp quá cả nhà ơi. Bây giờ là 5 giờ chiều, đường phố rất đông. 7 giờ tối thì hai bên đường đó cả nhà nhìn thấy là xe đang chạy ha, nhưng mà 7 giờ tối là sẽ là cấm xe vô đi bộ, để cho người ta đi bộ vòng quanh bờ hồ nè. Thấy không? Thật là thích, lần nào đi ra đây cũng phải lần nào đi Hà Nội cũng phải, lần này xuân Mỹ đi một chuyến công tác đặc biệt cả nhà, cho nên là đi vội, đi nhanh nhưng mà vẫn phải tranh thủ ra đây ngồi cà phê ở bờ hồ này tí xong rồi mới về ha. Nè cả nhà thấy thích không, những 5 giờ mà nắng còn rực rỡ chiếu xuống mặt hồ. Rồi mọi người, bữa nay xuân Mỹ ra đây uống cà phê xong tình cờ gặp các cô này ở đây.
Lambada. Đấy, có một chị quà vô kìa đó, cả nhà thấy không? Đó. Đẹp quá chị ơi. Chị, đi lên đây nè chị. Đẹp quá, đi đẹp quá. Đó, coi kìa cả nhà thấy không? Thấy cái màu gì không? Cái màu xanh chuối đó. Nổi ghê không?